Sáng nay, trên địa bàn xã Tắc Văn, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, xảy ra vụ xe khách bất lái tông vào quán cà phê ven đường, khiến 5 người thương vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ trên quốc lộ 1 đoạn qua ấp 1, xã Tắc Văn, thành phố Cà Mau, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 51B16015 lưu thông từ hướng tỉnh Bạc Liêu về tỉnh Cà Mau thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè trước khi tông vào quán cà phê ven đường gần trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Tắc Văn. Thời điểm xảy ra tai nạn, có 4 người là nhân viên công ty viễn thông sửa chữa đường dây mạng gần quán cà phê. Sau sự việc, một người đã không qua khỏi, hành khách trên xe không bị thương. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do xe khách tránh một người lái xe đi ngang quốc lộ, tài xế mất lái nên tông vào quán cà phê.